Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đến với một video mới, khám phá về một mẫu xe đang thu hút sự chú ý tại Việt Nam. Đó chính là chiếc Volkswagen Teramon X, phiên bản coupe của dòng Teramon. Với thiết kế hiện đại và động cơ mạnh mẽ, chiếc xe này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo cho những tín đồ của thế giới xe hơi. Một, xuất hiện mới tại Việt Nam. Thông tin đáng chú ý đầu tiên là Teramon X sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2024. Đại lý của Volkswagen hiện đang nhận cọc cho chiếc xe này với kế hoạch giao xe khoảng tháng 1 năm 2024. Đây là một cơ hội đặc biệt khi mẫu xe này sẽ được nhập khẩu từ Trung Quốc, đánh dấu sự mở rộng của Volkswagen tại thị trường Việt Nam. Hai, thiết kế ngoại thất và nội thất độc đáo. Với phong cách coupe và phần cột xe vuốt thấp dần về sau, Teramon X hướng đến một diện mạo sôi nổi, hiện đại, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh chững chạc của Teramon. Nó không chỉ là một chiếc xe, mà là một tuyên ngôn về phong cách và sự trẻ trung. Nội thất rộng rãi và thoải mái hứa hẹn tạo nên không gian trải nghiệm đẳng cấp. Ba, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và thiết kế. Teramon X không chỉ nổi bật với thiết kế bên ngoài, mà còn chứa đựng những công nghệ tiên tiến. Đèn pha LED ma trận phân tầng, la răng 21 inch, màn hình giải trí 12 inch và đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 10,25 inch là những điểm nhấn nổi bật, đem đến sự tiện ích và thú vị cho người lái và hành khách. 4. Đa dạng và mạnh mẽ với động cơ tăng áp. Teramon X tại Trung Quốc sẽ được trang bị hai lựa chọn động cơ tăng áp 2.0 hoặc 2.5 với công suất lần lượt là 217 mã lực và 295 mã lực. Hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian đảm bảo hiệu suất và ổn định trên mọi hành trình. 5. Giá trị thêm cho thị trường Việt Nam. Với giá bán dự kiến khoảng 2,168 tỷ đồng, Teramon X không chỉ là một chiếc xe, mà là một tác phẩm nghệ thuật di động. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng giàu trải nghiệm, năng động và tự tin, định hình phong cách cá nhân của họ. 4. Cuối cùng, hãy cùng chờ đợi sự xuất hiện của chiếc Volkswagen Teramon X để cùng nhau khám phá và trải nghiệm một phần của thế giới xe hơi đầy phấn khích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Đến gặp lại ở những video tiếp theo.